60 năm huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển, 23 tháng 10 1961, 23 tháng 10 2021. Đường Hồ Chí Minh trên biển, sáng tạo chiến lược của Đảng về chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Tuyến đường vận tải quân sự do Hải quân Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam thực hiện bí mật trên Biển Đông. Một huyền thoại có thật, một kỳ tích của dân tộc ta. Năm 2021, kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Bến Thạnh Phong trên bờ biển Thạnh Phú đã trở thành bến sông huyền thoại trong chiến dịch đường Hồ Chí Minh trên biển, mãi mãi được nhắc đến trong lịch sử đấu tranh anh dũng và hào hùng của dân tộc Việt Nam. Để tưởng nhớ và ghi công những chiến sĩ của đoàn tàu không số đã hy sinh trên đường làm nhiệm vụ, Bến Tre đã xây dựng công viên nghĩa trang đường Hồ Chí Minh trên biển tại Cồn Bửng thuộc xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, nối liền quá khứ với hiện tại và tương lai, kết hợp với khu bảo tồn thiên nhiên đất cặp nước, thu hút du khách và phát triển dịch vụ du lịch, giúp mọi người hiểu được quá khứ oai hùng của ông cha, nối tiếp truyền thống của quê hương trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Di tích đào cầu tiếp nhận vũ khí Bắc Nam ở xã Thạnh Phong là một bằng chứng về một thời kỳ đấu tranh anh dũng, kiên cường bất khuất, chống lại các thế lực xâm lược. Xây dựng công viên nghĩa trang đường Hồ Chí Minh trên biển ở Thạnh Phú góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập của dân tộc, đồng thời phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Thạnh Phú nói riêng và tỉnh Bến Tre nói chung trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh Khang Nguyên Vlog. Hãy nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ rộng rãi cho bạn bè cùng xem để Khang Nguyên có thêm động lực thực hiện nhiều video hữu ích trong thời gian tới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.